Hello, Hồng Ngọc Cảnh đây, cho tôi gặp chủng tướng. Không, ring, bây giờ ring. Ring. Bắt đầu ở bên đó đi, bắt đầu chạy qua bắt phone. Ring nè. Ring. Alo, Hồng Ngọc Cảnh đây, cho tôi gặp chủng tướng. Chủng tướng đang bận, anh Cẩn cần gì? Anh và các binh sĩ chiến đấu ra sao? Tụi tôi vẫn đang chiến đấu quyết liệt. Hỏi chủng tướng vẫn giữ lệnh chiến đấu hay không? Lệnh của chủng tướng, các anh tiếp tục chiến đấu và sẵn sàng hy sinh. Cảm ơn chị. Em ác trước khi mà nói lệnh của chủng tướng sẵn sàng tự chiến ha, thì em áp trước khi nói câu đó là em áp phun được, là cắn răng lại, như là mình ép buộc phải nói câu này để cho ông chết, mà cái lương tâm của em sẽ bị cắn rứt lúc đó, em hiểu chưa? Nó bắt đầu là cắn rứt lúc đó. Rồi xong, đây là một cảnh khác, là đang chuẩn bị đó, là lao